Hello các bạn, thì mình là Chuối đây. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chơi game Toilet. Squee đọc 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 z z, squee đọc đẹp đẹp đẹp. Hello các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với clip tiếp theo của mình. Thì mình là Chuối đây. Thì ở clip hôm nay mình sẽ trải nghiệm một unit có tên là Glitch Cameraman nha các bạn. Đây con này. Đấy. Ui con này nhìn nó cứ như ngồi trên bồ cầu ấy. Thì giai đoạn đầu mình sẽ phải dùng con Green Laser để đép trước các bạn ạ. Tại mình thấy nó 500 tiền ấy. Ui, con này nó ngồi trên bồ cầu ấy các bạn. Nói chung là mình sở hữu mấy con này nhiều rồi, nhưng mà thật ra là mình chưa chơi bao giờ các bạn. Mình chỉ chơi mấy con chủ yếu như là UTC này, hay là con DJ này, cùng lắm là con chép nữa thôi. Đấy, nói chung là đây là gọi là lần đầu tiên mình chơi luôn ấy. Lần đầu tiên mình mang vào match it luôn ấy, mang vào thi đấu luôn ấy các bạn ạ. Thì hiện tại mình chưa biết gọi là nó có công năng như nào nha các bạn, nó có thuộc tính như nào, thì tí mình quan sát. Và ví dụ mà mình gọi là quan sát có như kiểu là sai sai một chút thì các bạn nhớ comment chỉ cho mình biết với nha. Tại vì đây là lần đầu mình trải nghiệm nên là nhiều cái mình cũng chưa biết đấy, thế cả mình cũng mới chơi nữa nên là nhiều con mình chưa biết thật luôn, không phải mình mõm đâu mà mình chưa biết thật đấy. Mình thấy với các bạn đây là lần đầu mình cầm vào luôn đấy. Thì tí nữa gọi là mình sẽ đép trước đi. Tại vì mình không biết mắc cái con này là bao tiền cả. Nên là mình sẽ đép và mình mang theo cả drone cơ các bạn, cho chắc ăn cơ. Đấy. Hay mình đặt luôn nhỉ? Đặt luôn ra cho nó bắn không? Thôi thôi, chắc ăn đi, đặt con DJ cho chắc ăn. Không biết cái gì ngu ngu ngơ ngơ, tí này hỏng hết bánh kẹo. Ok, wave thứ 5 này, wave thứ 5 đặt DJ hợp lý rồi. Con này nó sẽ stun vào con này. Đấy, các bạn thấy không? Khi nào chơi nhiều thì gọi là sẽ hiểu biết rồi. À nhầm, không phải hiểu biết mà sẽ quen đấy. Quen với gọi là cách các con bột cầu ấy nó vận hành này. Wave 6 ra con bot. Thôi không, mình sẽ up farm đi. Wave 6 tí nữa mình sẽ đủ tiền up một phát lên con này lên level luôn. Mình sẽ up luôn cho nó đam cho nhanh các bạn. Gọi là mình sẽ cố gắng vượt, nhưng mà không biết có vượt được không cơ. Với mấy con mythic kiểu như này thì mình sợ nó không đủ đam để clear mấy con bồ cầu ấy chứ, nên là sợ lâu ấy các bạn ạ. À không phải sợ lâu mà sợ như là sợ thua chứ. Bây giờ mình sẽ dùng DJ đép trước nha. Con này tầm đánh chắc cũng xa đấy, tí mình sẽ đặt ở hàng này đi. Thì mình sẽ đặt ở đây đi, cho nó xa cái cửa này ra. Chẳng may nó bị stun thì nó còn đỡ các bạn ạ. Nói chung với một con DJ với cả một cái farm, một con thì mình có thể gọi là vượt Nightmare dễ thôi. Mà đây mình đang muốn trải nghiệm các bạn, nên là đây không phải là thử thách vượt Nightmare với DJ nhá. Vượt với DJ thì nó thành dễ rồi đúng không? Jetpack Poilit Toilet 1000 này, 500 đâu, 500 đây. Cứ up farm đó, farm max với cả đép. Nói chung là sử dụng con DJ này đép đầu là ngon nhất rồi. Tại vì nó có đam AOE, cờ lia quái rất là nhanh, nhất là mấy con bồ cầu nhỏ. Mấy con nhót nhót, mấy con nhãi con rất là nhanh các bạn ạ. 2000, up cái 2000 trước cho nhiều lợi tức. Đấy, nói chung là nó đam AOE nên cờ lia mấy con nhỏ rất là nhanh. Không phải đam đơn mục tiêu nên là... Nói chung là các bạn nếu mà sử dụng đép đầu ấy, thì các bạn nên sử dụng mấy con có lượng đam AOE cơ. Lượng đam là nhiều mục tiêu ấy các bạn, thì chúng ta sẽ gọi là dễ chơi hơn, đỡ gọi là căng thẳng hơn. Đấy, cứ đơn giản thôi. Cứ con này chắc wave này mình đủ max, con này level max rồi mình sẽ up luôn nhá. Tại vì wave 14 à, wave 14 có thêm mấy con stun ấy. Mình sẽ đợi đủ tiền nha các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ up farm này. Lẹ nhanh, đốt nhanh đi. À một phát hai farm luôn. Mình có lên đặt thêm một con DJ không nhỉ? Wave 14 này. Mình nghĩ chắc mình phải đặt thêm một con đi. Cho chắc ăn. Đằng nào cũng phải đặt mà, đằng nào cũng phải đép đầu mà đúng không? Thì cứ đặt ra thôi.
Level 6, level 6, level 7. Tí nữa mình sẽ up farm hết lên level 6 xong mình mới đặt con Glitch này ra các bạn nhé. Ơ nó có cái đuôi gì nhỉ? Ơ di chuyển nó có cái đằng sau này các bạn, đẹp phết này. Ơ mình đã nhầm. What the hell? Mình đặt nhầm nó ra đây luôn các bạn ơi. Thôi kệ đi, cho nó ngồi đấy đi. Mình đang gọi là kích click để tắt cái này, tắt cái Satan TV này. Thế mình kích nó ra luôn này. Đấy, di chuyển nó có cái đằng sau này các bạn, đẹp phết. Như kiểu đuôi ấy. Đấy. Đây là mình đang gọi là múa lần nhá. Đấy. Trông đẹp phết. Cũng khá là gay cấn đi nhá. Nhìn khá là quấn đấy. Ôi. Nhưng mà con này nó là thợ thông bồn cầu hay sao các bạn ạ? Đây. Nó có thêm cái thông bồn cầu bên cạnh này, xong nó ngồi trong bồn cầu này. Từ mình upload cái farm này đã. Ok. Hay là mình up mắc nó đây luôn nhá. Cooldown 1, tầm đánh không biết tầm đánh con này. Thôi đặt ra đây đi. Đặt đây cho chắc. 500 này, 1.001 này, 2.001 này, 2.001 với 6.000 là 8.001. Thì mình sẽ upload nha, 8.001 xem nó thế nào. Không biết 8.001 nó mắc chưa các bạn ạ. Lẻ lên 8.001. Ui, 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 máy dập à. Máy khâu các bạn ơi. Đù, máy khâu toilet, máy dập toilet. Ui, hoa mắt thế. Ui. Máy dập này sao nhìn hoa mắt thế các bạn ơi. Ví dụ bây giờ mà chơi 75 con này thì sao nhở? 75 con Glitch này thì sao? Nếu mà các bạn muốn làm, muốn mình làm 75 con Glitch này, các bạn comment cho mình biết nhá. Ui, nhìn hoa hết cả mắt đấy, mấy con máy dập này. Máy dập Glitch. Ủa thế này thì mình nghĩ chắc nó không bị stun đâu nhở. Nếu mà nó dập liên tục thế này ấy. Tại vì đợt trước mình chơi con Spider, có bạn bảo là mấy con di chuyển thế này thì auto không bị stun. Thế đặt ở đầu này. Ui, máy dập, máy dập. Ui hoa mắt vãi. 75 con thì sao? Nếu mà 75 con Glitch thì sao nhở? Hỏng mắt luôn đấy. Lúc đầu một con đặt ra mình đã thấy hoa mắt được cơ. Nói gì cả cái đám này. Ui toàn máy dập thôi. Ui ui ui. Nó còn màu xanh xanh như cả bản tin laser nhưng mà thật ra không phải. Thật ra nó là cái đuôi các bạn ạ. Cái đuôi nó kiểu nó chạy nhanh quá ấy. Thế cái đuôi nó không kịp. Máy dập bồn cầu. Bán con này đi không? Bán đi. Đặt hết ở đám này đi. Cho ngay đầu cho nó dập cho khỏe. Ui ui. Ui mình nghĩ nếu mà các bạn gọi là ấn like clip này đi. Nếu mà mình thấy các bạn gọi là không thì các bạn comment xuống là kêu là mình làm 75 Glitch này đi thì mình sẽ thực hiện cho các bạn nha. Mình bắt đầu thấy con này quấn quấn rồi đấy, tại nó dập dập thế này trông quấn phết. Với cả 75 con mình nghĩ sẽ là một cảnh tượng hãi hùng đấy các bạn ạ. Ui 27 dập đi các em, dập đi. Ui bây giờ làm sao để tìm được con mình chưa up mắt. Đặt đây đi. Có một con trong đây. Đây con này chưa up mắt này. Ui 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 ui. Hoa mắt luôn. Mình choáng hết cả mắt rồi các bạn ạ. 75 con chắc mình lôn luôn đấy. Ui 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 ui. Máy dập, máy dập, máy dập bồn cầu. Con này đam một mục tiêu à? Đam đơn mục tiêu à? Đam đơn mục tiêu các bạn ạ. Xem nào. Mắc thì nó cũng chỉ có thêm mấy cái thông bồn cầu đằng sau lưng thôi. Không có gì khác biệt nhiều lắm các bạn ạ. Ui nó dập này, xem DPS nó như nào. Một giây đam được 5 cái. 5 x 2,5 4 cái là 10. Ui 12.500 đam các bạn. DPS là 12.500 nha. 12.500 thế này thì hơi yếu rồi. Mình sợ không vượt nổi map này luôn đấy. Nếu mà đấy là mình auto skip nha. Còn không auto skip thì nó lại đơn giản các bạn. Đây mình đang nói không vượt nổi là do mình auto skip nên mới không vượt nổi nha. Bình thường đi mấy map này phải auto skip nó mới chất đúng không các bạn. Chứ cứ dò đi thì tốt nhất là lên lựa chọn mấy con khỏe khỏe đấy, mấy con OP luôn đi. Chơi luôn con DJ đi cho nó chuẩn. Ui máy dập, máy dập, máy dập. Ui mình mà để, ui mình mà nhìn. Ui hoa, đứng kiểu lấy hoa mắt hơn đấy các bạn. Nó còn nháy cơ, như kiểu đèn nháy ở trong bar với cả club ấy. Như kiểu đi bay ấy. Ảo thật đấy.
Mấy con này thì chắc auto không bị stun rồi. Ôi mình full slot à, mình sẽ bán con green này đi. Dập nó. Máy dập bồn cầu. Siêu máy dập Glitz Cameraman. Ơ, bị stun này. Ủa, mình tưởng giật này nó không bị. À đúng rồi, lúc ấy là nó đứng im mà nhỉ. Mình nhầm, mình xin lỗi các bạn ơi. Nhưng mà lúc nó đứng im thì nó sẽ bị stun, còn lúc nó dập thế này thì nó sẽ không bị. Mình nghĩ là vậy, nếu mình sai thì các bạn nhớ comment bảo mình với nha. Bán luôn farm đi cho nó dập cho căng. Bán lốt cái farm này thì vẫn đủ tiền. Ui, hoa mắt chóng mặt, buồn nôn rồi các bạn. Chơi xong có khi mình phải đi nôn một cái. Đây, mình sẽ để này cho các bạn hoa mắt cùng. Đấy, cho các bạn gọi là xem thì hoa mắt cùng mình nhá. Choáng váng. Ôi, mình nghĩ mình phải đặt drone ra thôi. Mình sẽ phải đặt một em drone ra để gọi là cần trô cái chỗ này lại thôi. Ui rồi, không biết đặt ở đâu nhỉ, đặt đây à? Đặt xa quá. Ô, đặt mất rồi. Mình sợ đặt xa quá không tới. Ui, biết ngay mà. Có tới không đấy? Dập đi. Mình nghĩ nếu auto skip chắc cũng chỉ đến wave 46 thôi. Với cái lượng DPS này. Ơ, sao đang dập nó lại ngừng nhỉ? Hết xăng à? Con drone bơm không kịp luôn. Tầm này sợ tun nhiều quá, drone bơm không kịp các bạn ạ. Đấy, zoom thế này cho các bạn hòa mắt chung nhá. Mình đang nhắm mắt review đấy các bạn. Mình đang nhắm mắt review nhưng mà mình vẫn thấy sáng sáng ở trước mặt đấy. Khi nào xong thì chắc khi nào hết nháy thì mình sẽ mở mắt ra review tiếp nha các bạn. Đây mình đang gọi là vừa nhắm mắt vừa chơi game đấy chứ mình hoa mắt lắm rồi. Mình sắp lôn ra luôn rồi các bạn ạ. Nhiều say xe ấy. Nếu mình zoom gần vào thế này thì ui thôi. Nhìn này còn hoa mắt hơn. Ui, 75 con thì sao, nó loạn map đây luôn đấy các bạn nhỉ. 75 con chắc cũng loạn map luôn. Máy bạn nó yếu sao băng luôn đấy chứ. À không, nhưng con này nó không có cái gì nổ cơ. Nó chỉ thế này, nó chỉ hoa mắt hay nó chỉ dập thế này thôi. Máy dập bồn cầu. Nhưng mà DPS hơi yếu các bạn, mình nghĩ là không vượt được đâu. Thôi mình định dừng auto skip nhưng thôi, để mình xem khả năng của nó có thể chống chọi đến đâu. Đấy, mình còn mang drone theo nhá, nhưng con drone thổi không kịp luôn. Thổi không kịp luôn. Tính ra mấy con Glitch này cũng hơi yếu các bạn. Nói ra thì là hơi yếu. Giá trị nó cũng không cao nữa. Mình hiện tại mình đang thấy ở trong cái đám mà Mythic có thể mở ra được thì có con UTC là ngon nhất thôi. Mythic mà các bạn có thể summon được ấy thì có mỗi con UTC là ngon nhất. Còn mấy con này nó cứ bị hụt hụt thế nào ấy. Hoặc là con UTC là cái con đời sau, nó được cải tiến nhiều hơn, được gọi là khả năng kháng stun này, đam AOE này, làm chậm này. Đấy, còn mấy con này không có khả năng gì sao ấy. Các bạn comment cho mình biết là con này nó có thuộc tính gì không nhá. Chứ hiện tại mình chỉ thấy nó là máy dập thôi. Ui, được đến wave 42 đây các bạn ạ. Hơi yếu. Như bình thường là mấy con khác DPS to hơn một tí, khoảng 14-15k thì auto skip được đến wave 46 các bạn. Nói chung thì mình thấy gọi là con này là không thể mang DJ được. Gọi là các bạn nào sưu tập thì sưu tập thôi chứ mang DJ tầm này thì con này hơi khó các bạn. Đấy, thì clip của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn gọi là biết cái con này nó có thuộc tính hay có những cái gì hay thì các bạn nhớ comment cho mình biết với nha. Hiện tại thì mình thấy là nó chả có khả năng gì. Đam thì gọi là đam một cá nhân, gọi là sao nhỉ, đam một mục tiêu, ừ đam đơn mục tiêu đấy. Còn chả có khả năng chống stun gì. Mình nghĩ nó bay bay thế nó sẽ chống stun nhưng mà không các bạn. Mình mang cả drone đi rồi nhưng mà vẫn không cứu được em nó. Thôi mày nên về đi thông bồn cầu đi mày ạ. Thì clip của mình đến đây là kết thúc. Thì các bạn xem clip đến đây thì đừng quên để lại cho mình một like và một đăng ký kênh nha. Cảm ơn các bạn nhiều.